Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin nói việc chụp hình với sổ tiết kiệm chỉ là tượng trưng, Hồ Văn Cường vẫn chưa nhận lại được tiền. Trên trang cá nhân mới đây, phía ekip của cố ca sĩ Phi Nhung bức xúc lên tiếng về thông tin tiết lộ rằng việc giao nhận tiền với Hồ Văn Cường chỉ thực hiện theo kịch bản. Thực tế, hai mẹ con của Hồ Văn Cường chỉ cầm sổ tiết kiệm để chụp hình chứ chưa nhận được tiền. Phía ekip của Phi Nhung đã tung đoạn clip ghi lại phản ứng của mẹ ruột Hồ Văn Cường khi nghe đoạn video người phụ nữ tiết lộ hai mẹ con nam ca sĩ phải làm theo kịch bản sẵn có. Trong clip, phía ekip của Phi Nhung hỏi mẹ Hồ Văn Cường về việc nhận toàn bộ số tiền thưởng cũng như cát xê. Trước câu hỏi của phía ekip Phi Nhung, mẹ của Hồ Văn Cường cũng đã đáp, đã nhận được hết rồi. Mẹ Hồ Văn Cường còn khẳng định đoạn video lan truyền trên mạng là giả. Phía ekip của Phi Nhung chia sẻ, mình đính chính hai cái clip mà một hình ảnh trong bài đăng này để mọi người theo dõi, quan sát và chấm dứt ngay những hành động lan truyền vu khống đi nhé. Clip 1, phản ứng của chị Thu khi nghe đoạn clip nói về vụ chụp hình, vậy thôi chứ không có tiền. Clip 2, Hồ Văn Cường đi mở tài khoản riêng, số tiền đó Hồ Văn Cường đã mở tài khoản cá nhân riêng và đứng tên Hồ Văn Cường, cháu muốn dùng vào việc gì thì tùy cháu. Người này cho rằng nếu không giúp ích được gì cho xã hội thì đừng làm loạn xã hội mà đi dựng chứng ăn ngang, nói ngược tung đại một đoạn nói chuyện của hai người lạ nào đó rồi kêu là cha của Hồ Văn Cường nói nhé. Số tiết kiệm của chị Thu đã đi rút và trao lại tiền giải thưởng cho cháu, giải thưởng cháu Cường, hình chụp đi rút tiền. Và tối ngày 12 tháng 10, trên mạng xã hội đã xuất hiện một đoạn clip lấy hình ảnh buổi livestream của Trang Trần và Hồ Văn Cường vào vài ngày hôm trước, nhưng lại lồng tiếng của một người phụ nữ. Đáng chú ý, người phụ nữ trong đoạn ghi âm thừa nhận là sống chung với mẹ con Hồ Văn Cường. Người này nói việc chụp hình với sổ tiết kiệm chỉ là tượng trưng, tiền thưởng vẫn chưa được nhận lại. Lúc Trang Trần qua là lúc khoảng 5 giờ chiều rồi viết kịch bản và kêu cô nói, chứ đâu phải là lúc 11 giờ đêm đâu. Xong rồi, quản lý ép nhiều lắm, cô cũng Hồ Văn Cường nói theo kịch bản. Cường thì nói im, nó kêu nó không thể nói đúng theo lời đó được. Im lặng nên Trang Trần mới tức và chửi đó, người phụ nữ này chia sẻ. Ngoài ra, người phụ nữ cũng tiết lộ bài đăng dài trên trang cá nhân của Hồ Văn Cường hoàn toàn không phải do nam ca sĩ viết mà là do quản lý viết. Không những vậy, người phụ nữ này cũng cho biết sổ tiết kiệm được mẹ Hồ Văn Cường cầm và chụp ảnh chỉ là tượng trưng. Thực chất, số tiền 180 triệu đồng vẫn chưa nhận lại. Tuy nhiên, hiện việc thực hiện rõ thực hư về sự thật xung quanh đoạn clip này có lẽ chỉ là một phần ghi âm hoàn toàn, không biết người phụ nữ này là ai, có thực sự đã chứng kiến toàn bộ sự việc hay không. Liên hệ với phía đại diện gia đình Phi Nhung, người quản lý của cố ca sĩ cho biết sẽ không trả lời bất cứ điều gì